Và ngăn kéo cũng được bên em đóng mộng và làm dây rất là kỹ. Đó mọi người thấy không? Cực kỳ là chắc chắn với cả những cái mẫu kệ tivi như này. Mọi người đến kênh của đồ gỗ nguyên khối Long Ly, vậy là em Long Ly đây ạ. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một con kệ tivi mọi người nhá. Với kích thước chiều dài của nó là 2m37 và chiều sâu là 45 phân và chiều cao từ đất lên đỉnh là 66 phân nha mọi người. 66 phân chiều cao rất là hợp lý luôn. Và với những cái mẫu kệ tivi này thì mọi người không phải lo về cái kích thước của các mẫu tivi bên trên đấy. Với những cái mẫu tivi khoảng 80 inch, 90 inch, thậm chí là 100 inch vẫn có thể vừa. Và chiều cao từ đất lên đỉnh là 66 phân thì rất là hợp lý luôn. Mọi người để tivi to thoải mái. Đó. Và chiều sâu của nó là 45 phân nhá mọi người. Tất cả đều là gỗ lục lạc nguyên khối. Và như mọi người thấy độ dày của hai cái thớt này là giống hệt như nhau, là độ dày là 10 phân. Và bên dưới cũng là một cái thớt giống hệt như thế. Và cái mẫu này thì nó sẽ sở hữu là hai cái ngăn kéo nha mọi người. Nó sẽ sở hữu là hai cái ngăn kéo nguyên khối. Và như mọi người thấy, cái phần nguyên khối bên em làm cực kỳ là dày dặn luôn mọi người ạ. Mọi người nhìn cái kiểu đóng mộng này rất là hợp lý luôn. Và khi mọi người nhìn chính diện ở đây thì mọi người vẫn thấy các cái đường mộng rất là chắc chắn. Đó. Đường mộng rất là chắc chắn luôn. Nó cực kỳ là giá trị với những mẫu kệ như này. Nói chung là với những cái sản phẩm mà bên em làm ra ấy thì em rất là tự tin về chất lượng cũng như là kỹ thuật làm hàng. Nên là nếu mà ai thích chơi những cái dòng sản phẩm nguyên khối thì nhìn chắc chắn là nhìn sẽ thấy sự khác biệt từ cái chất lượng hoàn thiện đến cái kỹ thuật làm hàng. Đó. Với những cái mẫu kệ tivi nguyên khối này thì cực kỳ là giá trị luôn. Mọi người có thể sử dụng nhiều năm mà không bao giờ lo về mẫu mã, không bao giờ lo bị lỗi mốt. Và tất cả cái phần khung ngăn kéo này cũng là dày dặn 5 phân nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Và ngăn kéo cũng được bên em đóng mộng. Đóng mộng làm dây rất là kỹ. Đó mọi người thấy không? Cực kỳ là chắc chắn với cả những cái mẫu kệ tivi như này. Và phần chân này thì bên em làm một cái mẫu kiểu chân quỳ. Mẫu kiểu chân quỳ rất là hợp lý. Và cái mẫu kệ tivi này thì em chuẩn bị là trả hàng về nhà khách. Và giá của mẫu kệ tivi này là 20 triệu nha mọi người. Giá cực kỳ là hợp lý luôn. Với một con hàng chất lượng, đủ kỹ thuật, từ nước sơn cho đến kỹ thuật làm hàng thì giá này là cực kỳ là hợp lý. Rất là hợp lý luôn mọi người. Và nếu mà ai có nhu cầu ấy, có thể gọi điện trực tiếp với em theo số điện thoại là 0865 183 185 hoặc 0836 138 383. Và mẫu kệ tivi này thì nó có hai kích thước, một là dài 2m40 như này, kệ 2m4, và hai là mẫu kệ ngắn hơn là 2m2. Đây là phần thớt của cái kệ 2m2 đây, như mọi người thấy nó sẽ ngắn hơn khoảng 20 phân. Đó, tùy theo không gian phòng khách của từng người, từng nhà mà chọn những cái mẫu kệ tivi sao cho nó hợp lý. Đó. Và bên em cũng có rất là nhiều các mặt hàng nguyên khối khác ấy, từ chiếu ngựa, K3 cũng như là các cái bộ sofa. Đó, hoặc là chiếu khủng 1 tấm thì bên em chuyên sản xuất những cái mặt hàng nguyên khối, sản xuất trực tiếp. Và nếu mà ai có nhu cầu ấy về những cái mặt hàng nguyên khối thì có thể điện trực tiếp với bên em theo số điện thoại như trên màn hình là 0865 183 185, hoặc mọi người có thể đến trực tiếp cơ sở bên em ngụ tại khu Đồng Bến, thôn Châu Phong, xã Liên Hòa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để có thể lựa chọn ra những cái sản phẩm đẹp, chất lượng với giá thành hợp lý nhất nhé mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong các clip giới thiệu sản phẩm sau. Xin chào.